những sao năm Việt một thời gây thương nhớ xuống dốc ngoại hình. Johnny Chiến Nguyện, Quách Ngọc Ngoan, Đức Tiến hay Huy Khánh từng một thời khiến các thiếu nữ điêu đứng. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể tránh được quy luật của thời gian. Xuất hiện tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh, Johnny Chiến Nguyện mặc sơ mi kẻ sọc trắng xanh, anh ngồi ở hàng ghế giám khảo và khá kiệm lời. Trên mạng xã hội, không ít người bất ngờ với dáng vẻ hiện nay của tài tử 44 tuổi này. Johnny Chiến Nguyện gầy gò, gương mặt nhiều nếp nhăn, ngôi sao võ thuật một thời còn khiến cư dân mạng lo lắng về sức khỏe khi sụt cân hẳn. Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối hình ảnh phong độ quen thuộc thời xưa của anh. Vẻ đẹp lãng tử ngày ấy của Quách Ngọc Ngoan và hiện tại, chồng cũ Lê Phương không còn chăm chút ngoại hình với những trang phục chỉnh chu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận về sự khác biệt của Quách Ngọc Ngoan và thời điểm anh tham gia vào cặp đôi hoàn hảo năm 2011. Quách Ngọc Ngoan bụi hơn sau khi không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước. Khi đối diện những bình luận chê khen về ngoại hình, Quách Ngọc Ngoan luôn tỏ ra bình thản. Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Đức Tiến là người mẫu diễn viên được yêu thích trong giai đoạn những năm 2000-2010. Tuy nhiên, khác với những đồng nghiệp cùng thời như Bình Minh, Huy Khánh, Đức Tiến chọn con đường bình lặng hơn sau khi nổi tiếng. Sau những năm ở ẩn, Đức Tiến của hiện tại đã khác xưa. Ở tuổi U40, anh tân cưng hơn, mái tóc lãng tử cũng đã thay đổi. Cụ người mẫu một thời hiện có cuộc sống kín tiếng ở Mỹ. Vẻ ngoài của Đức Tiến trong một dịp gần đây, năm 2010 anh kết hôn với Hoa hậu Áo Dài. Dù đã có vợ nhưng trong những năm sau đó, Đức Tiến vẫn vướng thị phi cưới để che đậy giới tính. Khi nói về tin đồn này, anh khẳng định, vợ tôi là người hiểu chồng mình nhất. Khi yêu nhau, tôi đã dẫn cô ấy gặp gỡ giới nghệ sĩ để cô ấy hiểu hơn về những thị phi trong showbiz. Diễn viên Hoàng Anh ngày ấy bà bây giờ, tài tử Hoa Nắng từng sở hữu vẻ ngoài thư sinh, giống chuẩn các diễn viên Trung Quốc trong thập niên 1990. Hiện anh tăng cân nên vẻ ngoài có nhiều thay đổi. Tổ ấm hiện tại của Hoàng Anh và Quỳnh Như họ kết hôn năm 2017. Sau lễ cưới, anh chủ yếu sống ở Mỹ cùng vợ con. Vân Quang Long bên Cẩm Ly thời còn khiến nhiều khán giả yêu nhạc Việt say đắm. Khi bộ đôi có dịp gặp lại vào năm 2015, Cẩm Ly được khen trẻ trung, trong khi Vân Quang Long trông đứng tuổi hơn hẳn. Những đường nét lộ dấu hiệu thời gian trên gương mặt nam ca sĩ nổi tiếng một thời, Vân Quang Long gần đây xuất hiện trong các game show. Vân Quang Long ơn Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh của 1088 ngày ấy, thời gian đã hiện rõ trên gương mặt của ba thành viên. Huy Khánh thời dốc tình, sở hữu vẻ đẹp có chút lãng tử phong trần. Với mái tóc bồng bềnh sóng xoăn, anh thường được Donnie đóng giày những năm chính. Huy Khánh của hôm nay là người đàn ông của gia đình, anh tăng cân hơn và mang tới hình ảnh thân thiện hơn. Cùng với đó, Huy Khánh không còn vẻ điển trai của quá khứ. Trong dàn nghệ sĩ cùng thời, Huy Khánh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia các kịch bản phim mới.